Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2 tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học bài tuần 18, ôn tập cuối học kỳ 1, tiết 1/2, sách giáo khoa trang 137. Bây giờ cô trò chúng mình cùng nhau ôn tập nhé. Bài số 1 yêu cầu như sau: nhìn tranh, nói tên các bài đọc. Các em hãy quan sát các bức tranh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quan sát 8 bức tranh và quan sát xem các bức tranh đó là tên của bài đã học, đó là bài đọc gì. Và ở đây là các ý A, B, C, D, E, G, H, I là các ý tên gọi của bài đọc. Bài đầu tiên là gọi bạn, ý A. Ý B, tớ nhớ cậu. Ý C, chữ A và những người bạn. Ý D, nhím nâu kết bạn. Ý E, thả diều. Ý G, sự tích hoa tỉ muội. Ý H, cánh cửa nhớ ba. Y, thương ông. Như vậy đây là tên các bài đọc tương ứng với các bức tranh. Vậy các em phải quan sát tranh và nói tên bài mình đã đọc đó là bài gì. Và chúng mình hãy nối bức tranh tương ứng với bài mà mình đã đọc nhé. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Các em hãy quan sát bức tranh đầu tiên và cho cô giáo biết trong tranh chúng mình quan sát thấy đó là nội dung của bài đọc nào mà các em đã được học. Trong bức tranh thứ nhất, chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh hai chị em đang ôm nhau và bên cạnh có những khóm hoa rất là đẹp. Và đây chính là nội dung của bài đọc Sự tích hoa tỉ muội đấy. Chúng mình sẽ nối đến bài Sự tích hoa tỉ muội với bức tranh số 1. Tiếp tục bức tranh thứ hai, chúng mình thấy đó là hình ảnh gì? Bức tranh thứ hai, chúng mình nhìn thấy hình ảnh là kiến đang viết thư, còn đây là hình ảnh sóc đang nhận thư đấy. Đây chính là nội dung của bức tranh tương ứng với bài đọc Tớ nhớ cậu. Chúng mình sẽ nối đến bài đọc Tớ nhớ cậu nhé. Bức tranh thứ ba, chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh gì? Trong bức tranh thứ ba, đó là hình ảnh bê vàng và dê trắng đấy. Đây là bức tranh thể hiện nội dung của bài đọc Gọi bạn. Chúng mình nối với bài Gọi bạn nhé. Tiếp tục bức tranh thứ tư, chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh gì? Trong bức tranh thứ tư, chúng mình quan sát thấy hình ảnh các bạn đang thả diều đấy. Đây chính là bức tranh tương ứng với nội dung bài đọc, đó là bài thả diều. Tiếp tục bức tranh thứ 5, chúng mình quan sát thấy đó là hình ảnh gì? Bức tranh thứ 5, đó là hình ảnh bà và cháu đang cài then cửa đấy. Và bức tranh này tương ứng với nội dung bài đã học, đó là bài Cánh cửa nhớ ba. Tiếp tục bức tranh thứ 6, chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh nhím nâu. Vậy ở đây chúng mình thấy là nhím nâu và bạn của nhím nâu đấy. Bức tranh này tương ứng với bài đọc đó là Nhím nâu kết bạn. Tiếp tục bức tranh thứ 7, chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh các chữ cái A, B, C, D, E và G. Đây chính là bức tranh thể hiện nội dung của bài đọc Chữ A và những người bạn. Tiếp tục bức tranh thứ 8, chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh Việt đang đỡ ông bước lên thềm nhà đấy. Và đây là bức tranh thể hiện bài đọc Thương ông. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau nhìn sang tranh và nói được tên các bài mà mình đã học rồi đấy. Bây giờ chúng mình cùng nhau quan sát lại và nói lại tên các bài đọc một lần nữa nhé. Tranh thứ nhất đó là bài Sự tích hoa tỉ muội. Tranh thứ hai đó là bài Tớ nhớ cậu. Tranh thứ ba tương ứng với bài Gọi bạn. Tranh thứ tư tương ứng với bài Thả diều. Tranh thứ năm tương ứng với bài Cánh cửa nhớ ba. Tranh thứ sáu tương ứng với bài Nhím nâu kết bạn. Tranh thứ bảy tương ứng với bài Chữ A và những người bạn. Tranh thứ 8 tương ứng với bài Thương ông. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1 rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 2 nào. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Dựa vào các tranh vẽ ở bài tập 1, tìm từ ngữ chỉ sự vật theo mẫu dưới đây. Các em hãy quan sát mẫu nhé. Cột thứ nhất đó là từ ngữ chỉ sự vật. Từ ngữ chỉ sự vật là từ chỉ người, con vật, đồ vật và cây cối. Vậy ở đây được chia làm hai phần. Thứ nhất là từ chỉ người, thứ hai là từ ngữ chỉ vật. Đó. Vậy thì ở cái dòng từ ngữ chỉ người, chúng mình thấy trong các bài đọc ở bài tập 1, những từ ngữ nào chỉ người, chúng mình sẽ nêu ra bên cột tương ứng. Còn từ ngữ nào chỉ vật, chúng mình sẽ nêu sang cột tương ứng bên đây. Ví dụ, từ ngữ chỉ người đó là bà, nét. Từ ngữ chỉ vật đó là nhím nâu, cây cau, cánh cửa, dòng suối. Vậy tương ứng các bài đọc còn lại, chúng mình hãy tìm xem những từ ngữ nào chỉ người, từ ngữ nào chỉ vật, chúng mình viết ra giấy nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập 2 nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Đáp án của cô như sau. Từ ngữ chỉ người, thêm nữa đó là ông, Việt, na, cháu. Còn từ ngữ chỉ vật thì có nhím, cánh diều, cánh cửa. Đó. Ngoài ra chúng mình còn thấy là bê vàng, dê trắng, rất là nhiều. Đấy, như vậy là có... Đây là cô giáo chỉ làm mẫu thôi. Còn các bạn hãy quan sát bài đọc và nêu những từ chỉ người, từ chỉ vật khác nữa nhé. Như vậy vừa rồi, qua bài tập số 2, củng cố cho chúng mình về từ ngữ chỉ sự vật. Đó là từ ngữ chỉ người và từ ngữ chỉ vật đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau. Đọc lại một bài đọc em thích. Nêu chi tiết, nhân vật hoặc hình ảnh trong bài khiến em nhớ nhất. Ở phần này là một yêu cầu mở. Các em có thể lựa chọn đọc một bài nào mà em thích, tùy các bạn. Chúng ta đọc bài nào thì chúng ta phải nêu được chi tiết, nhân vật hoặc hình ảnh trong bài khiến em nhớ nhất. Các em hãy quan sát hai bạn trong bức tranh nói mẫu với nhau nhé. Bạn Nam nói: tớ thích hai chú nhím trong bài Nhím nâu kết bạn. Còn bạn Mai thì nói: còn tớ thích bê vàng và dê trắng trong bài Gọi bạn. Như vậy chúng ta sẽ đọc lại một bài nào đó mà em thích và nêu những cái điều mình thích ở trong câu chuyện mình đọc nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc một bài mà mình yêu thích nào. Cô mời các em trở lại màn hình. Như vậy vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau ôn tập tiết 1 và tiết 2. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.